Nay cả bạn giới thiệu tới cho anh em về mẫu Happy Bắc. Cái Happy Bắc này 100% là hàng copy tại Việt Nam. Đây cái bình thì là bình nhập về thôi. Cái bình này là cái bình nhập cũng từ Trung Quốc mà về thôi anh em. Băng đạn, băng đạn này cũng là băng đạn copy. Nhựa, nhựa, băng nhựa. Đó. Thì copy cây này khoảng chừng là để mức lượng nó khoảng 3 kg hơn, nặng khoảng 3 kg hơn. Đó. Này là copy 100% của mẫu Epic Impact. Ở đây vẫn là có dạng khóa tự động ha, khóa chốt an toàn. Đây file là bánh, seal là an toàn, seal file. Đồng hồ áp, áp hiện tại đang khoảng 190-190, điều áp khoảng 130-150. Và cái này là em ráp để mình test thử ha. Thì mình ráp vô mình test thử thì mình phải bôi silicone vô cho nó trơn tru. Tất cả copy đều y chang một một. Còn cái cành này á, tùy anh em chọn ha. Cành này cũng là cành copy. Nếu như anh em chọn những cái mẫu cành khác thì mình sẽ tính cái tiền nó thêm. Ví dụ anh em không thích cành copy, từ cành copy thường thường là khoảng 50-60 mét C2. Cái nắp tròn tròn đó khoảng cỡ cái đồng hồ này 50-60 mét cỡ cái đồng hồ này thôi, âm trong đồng hồ này. Còn anh em nào lấy những cái nòng ví dụ như Lotha Elford, Lotha Elford thì nó sẽ mắc hơn, mình tính tiền riêng ra. Còn hạn của nó là sẽ khi anh em bắn là anh em sẽ kéo dài ra nha. Đó, anh em phải kéo dài ra nha, không có kẹt đó. Còn khi anh em mang bỏ ba lô thì anh em kéo ngắn lại, còn khi anh em kéo dài ra. Bây giờ lên lên đạn này. Đó, cũng nhẹ lắm, sử dụng hai ngón tay là lên được. Bây giờ sẽ đẩy qua khóa, khóa là mình sẽ bóp không được ha. Đó, cứng, khóa là mình sẽ bóp không được, cứng. Mình đẩy qua file này. Nên mình hồi áp nhé. Đó, đâu hồi áp rất nhanh nha anh em. Hồi áp cực kỳ nhanh ha. Đó. Lại lần nữa nè. Không tốn áp mấy thôi. Không tốn áp mấy. Không tốn áp bao nhiêu hết. Đó. Anh em nhìn đồng hồ đều áp nha. Nè. Nhìn nha. Bấm nè. Đó, giật kim lên liền thấy không anh em? Hồi áp rất nhanh. Đó, đây là Epic Impact mẫu copy. Có một băng đạn đi kèm ha. Đó. Với cái mẫu này thì giá thành của nó là do hàng copy nên giá nó cũng rẻ, dễ sử dụng. Có những điều cho anh em cảm thấy là đáng đồng tiền để mua. Tại vì ở đây thường là nó có chốt an toàn nên dễ sử dụng. Nhiều lúc anh em lên, anh em ví dụ anh em lên đạn ha, gạt tay quy lên đạn, anh em ngắm con chim nhưng vô tình con chim nó bị vợ gọi về, hay là ông bà già nó gọi về ăn cơm, nó bay đi nơi khác, anh em không còn ngắm bắn nó được thì anh em sẽ đóng qua lại an toàn, seal an toàn ha, thì nó sẽ không có cò được đó, nó sẽ tiết kiệm được một viên đạn, nó tiết kiệm được hơi khi anh em đi xa. Đó, cái đó là những cái lợi. Và cái thứ hai đó là hầm hố rất là đẹp, góc cạnh của nó đẹp, hầm hố nha anh em. Thì khi anh em mua là nó sẽ có sẵn cả nằm bình hơi, không kiếm, không bơm nha. Giá khi em báo cho anh em á, là luôn nằm luôn bình, không bơm, không kiếm. Anh em ráp kiếm thì tính tiền kiếm, anh em không thích ráp kiếm thì không tính tiền ha. Trước khi giao củi về cho anh em đều test bằng máy sẽ tốt hết nha. Đó, anh em nào mua thì cứ liên hệ theo số điện thoại của em. Giờ mình ngâm lại một lần nữa ha, từ đầu đến đuôi ha. Hẹn này. Bình.
xem ha. Này có hai phiên bản ha, 635 và 5.5. 7.62 cũng có nha anh em nha. Nhưng 7.62 mình đặt hơi lâu á, tại vì mình sẽ đặt nằm đêm cho 7.62. Anh em nhìn những đường nét CNC rất là đẹp. Ray kiếm này là ray 20. Anh em xài những cái này, anh em nên xài chân kiếm liền khối nha. Đẹp. Và tuyệt đối đó là độ hồi áp của nó rất là nhanh. Anh em thấy vừa rồi em test hồi áp cho anh em xem đó. Rất là nhanh.